Đề xuất được giao làm chủ đầu tư các hạng mục thiết yếu của cảng hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm nhà ga hành khách, các hạng mục khu bay, đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống tra nạp nhiên liệu, đường trục trước nhà ga, nhà để xe, ga hàng hóa. Lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV cho biết, doanh nghiệp này có thể thu xếp khoảng 1 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ từ nguồn tích lũy trong hoạt động kinh doanh, sản xuất và khấu hao, đủ cân đối nguồn vốn vay thương mại phần còn lại của các hạng mục nêu trên. Cũng theo ACV, doanh nghiệp này đã phối hợp cùng tư vấn với GFV soát xét tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở những dữ liệu mới nhất đang được nghiên cứu tới giai đoạn hiện nay. Tổng mức đầu tư của các hạng mục nêu trên lên đến 3,77 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu đến năm 2025, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác.